Vâng, xin chào toàn thể tất cả các anh chị em lại quay lại với MB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay MB Shop sẽ xin cùng mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu và review một sản phẩm vợt mà lâu lắm mới quay trở lại tại MB Shop, nó được sản xuất lại. Đây là một cây vợt mà theo tôi có thể cảm nhận thì đây là một cây vợt được gọi là cực kỳ dễ chơi, được rất nhiều người ưa chuộng tới từ thương hiệu Lightning. Dẻo, trợ lực, có độ đầm đầu này, công thủ khá là toàn diện này, chơi ngoài trời cũng ok mà chơi trong nhà cũng ok này. Người lực tay tốt cũng chơi được, mà lực tay vừa cũng chơi được, người lực tay yếu thì cũng chơi được luôn, cũng khá là dễ chơi. Thì hôm nay xin review với anh em một cái vợt được quay trở lại tới từ thương hiệu Lightning, nó có tên là 3D Break Free. Như anh em cũng nghe một tên thôi, cũng quen thôi, 3D Break Free 80TS. Hôm nay chúng ta sẽ đi review cái sản phẩm vợt 80TF tới từ Lightning anh em nhé. Đầu tiên vào cái phần hình thức thì anh em có thể nhìn thấy 80TF sở hữu cho mình nước sơn bóng, cộng thêm những cái màu sắc chủ đạo là màu bạc pha với một chút màu đỏ ở dưới cán cầm. Đấy, nhìn rất là gọi là sói bạc ấy. Ở trên đỏ trên đầu nó nhìn rất là xoáy bạc đẹp. Anh em có thể nhìn thấy viền vát 3D. Viền 3D này thì thường được sở hữu trên những cái vợt, chẳng hạn như Turbo Charging là cũng sở hữu một cái vành 3D này, hoặc là như anh em có thể nhìn thấy những cái vợt cao cấp chẳng hạn như M78 hay là cái N80 cũng đều sở hữu cho mình cái vành vợt 3D này, giúp cho chúng ta có cái lực cản không khí ít đi, tăng tốc độ vung vợt. Đó, vành của Lightning. Các công nghệ được sở hữu trên cây vợt thì cây công nghệ TB Nano. Nói chung là cây vợt này thì cũng không có quá nhiều công nghệ. Lightning thì chúng ta có sở hữu Dynamic Ultimate. Dynamic Ultimate Frame. Xin lỗi anh em bởi vì tiếng Anh của tôi không tốt cho lắm, nên là anh em, những anh em nào mà giỏi tiếng Anh thì hãy dịch hộ tôi những cái công nghệ này. Còn nếu mà để anh em biết thêm nhiều hơn nữa về công nghệ của cái sản phẩm 80TF này thì anh em có thể vào mbshop.vn để anh em tham khảo thêm. Còn 80TF thì là một cây vợt, nói thật là tôi cũng không quá quan tâm nhiều đến công nghệ của cây vợt này, nhưng mà có một cái là cái kiểu chơi của cây vợt này cực kỳ dễ chơi, và nó đã làm mưa làm gió ở trên shop tôi những cái năm trước đây, cực kỳ nhiều người chơi, dễ chơi cả ngoài trời cả trong nhà đều ok hết. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ đi vào phần thứ hai, phần đo thông số. Thì trước khi đo thông số thì tôi sẽ đọc thông số niêm yết được nhà sản xuất dán ở đây. Đây là một cây vợt mắc dẻo. Mắc dẻo. Nặng 83 cộng trừ 3 gram. Chắc chắn là bố đu rồi. Điểm cân bằng 296 cộng trừ 4 mm. 296 thôi cũng đã là một cây vợt nặng đầu, còn cộng trừ 4 nữa. Rất là trợ lực, dẻo, trợ lực. Giá niêm yết 1.750.000 tới từ Lightning. Bây giờ chúng ta sẽ đi đo nó. Với cái trọng lượng của nhà sản xuất 83 cộng trừ 3, đấy là trọng lượng của nhà sản xuất đề ra chúng ta. Bây giờ chúng ta đo xem là bao nhiêu. Cũng chính xác đấy, 85,5 gram. 85,5 gram thì cũng khá là đầm tay, nó gần lên mức 3 u rồi, nhưng mà khá là đầm tay, nhưng mà lại được cái dẻo, không bị hẫng. Điểm swing, điểm swing 85.5 thì cũng là một cây vợt có điểm swing khá ổn đấy anh em ạ, khá ổn. Trợ lực, thông thủ toàn diện. Phần cuối, điểm cân bằng. Điểm cân bằng của cây 80TF này cho chúng ta cái điểm cân bằng đó là 291. 291 cho tới 292 anh em ạ. 291 cho tới 292 thì nó là một cây vợt không quá nặng. Điểm swing ổn, công thủ toàn diện. Đây là một trong những cây vợt mà tôi cảm thấy rất ưng ý, mà nhiều người có thể sử dụng được.
Vâng, và phần thứ ba, phần cuối cùng, phần cảm nhận thực tế của tôi về cái sản phẩm 80TS này, thì tôi cũng không còn biết dùng cái mỹ từ nào cho anh 80TS này nữa, bởi vì 80TS này thì nó quá nhiều người sử dụng, cực kỳ dễ chơi, cực kỳ hữu dụng và cực kỳ thân thiện. Nếu mà để một trong những cây vợt mà tôi đánh giá là gần như nó ít điểm trừ, ít điểm trừ đối với những người tay trung bình nhất, thì nó là cây vợt này. Tất nhiên đối với những ai tay tốt, tay mạnh thì cây vợt dẻo sẽ bị rung. Nhưng nếu mà để với một người trung bình khá, thiên về khoảng tầm 40 tuổi trở lên mà thiên về những cái lối đánh thánh mỹ miều một chút, đẹp đẽ một chút, đấy, không còn từ gì để chê cái 80TS này nữa. Nó quá tuyệt vời. Làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam, mà trong cả lẫn ông đánh ngoài trời cũng ok, đánh trong nhà cũng ok luôn. Chứ còn cái dòng 90TS cao hơn của sản phẩm này thì tôi không tính, nhưng mà 80TS ngoài trời anh em chúng ta cũng mượn được lực, đánh cầu 3 sao ngoài trời cây này tuyệt vời luôn. Vào trong nhà những ai tay vừa vừa đánh cầu thành công hoặc là cầu pro X cũng ok luôn. Những ai mà thích sử dụng một cái cây vợt mà hoặc là đa phần sử dụng đánh trong kiểu đôi nam nữ, hoặc là sử dụng những cái quả phông cầu hay là những cái quả điều cầu mỹ miều, cây này quá hay. Đấy là cảm nhận của tôi, thì không biết là anh em nó đã chơi 80TF chưa, chứ thực sự là cầm vào cây này là tôi lại hoài niệm đến thời cách đây 6 năm khi tôi vừa mới ra trường, tôi chơi với một số các anh em có sử dụng cây vợt này, đánh rất là thích. Cho tôi nhớ lại cái kỷ niệm mà khi tôi chưa có cái gì trong tay, vẫn đang lông bông chạy ngoài phố, ai gọi cũng đi đánh cầu, thật là hoài niệm. Nhưng mà thôi, hoài niệm nào thì cũng phải có kết thúc, và bây giờ thì chúng ta đã đi review xong cây 80TF. Thì những anh em nào đã chơi rồi thì hãy cho tôi cái phần cảm nhận của mình ở dưới phần bình luận nhé. Xem là anh em cảm nhận 80TF nó có giống tôi không. Cứ cầm vào cây này là tôi lại nhớ đến 6 năm trước khi tôi chưa có cái gì. Xin lỗi anh em. Ok, nếu mà anh em thấy hay, hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đây là một cây vợt, một sản phẩm vợt cực kỳ dễ chơi, đa dạng kiểu chơi, mọi người đều có thể chơi được, kể cả mới tập này, kể cả đánh lâu rồi, sử dụng ngoài trời trong nhà đều ok. Nếu thấy hay thì hãy subscribe, hãy chia sẻ, nhớ ấn nút chuông để đón chờ những clip tiếp theo nhanh và sớm nhất tới từ FB Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.